Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Chiều lệ dịnh dịch dương thiên tỷ và một số ngôi sao nổi tiếng khác Tuy sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước Nhưng cũng khiến fan lo lắng khi mắc những căn bệnh này Một Triệu lệ dịnh được biết lúc quay cung tọa trầm hương, vợ cụ Phùng Thiệu Phong từng bị ngạ, nằm im dưới đất vài tiếng không thể đứng dậy. Chờ dừng lại ở đó, sau này qua bộ phim Lục Trinh truyền kỳ, nữ diễn viên nhất quyết không chịu dùng diễn viên đồng thế, tự mình nhảy từ cộng thành xuống, lại một lần nữa bị thương ở lưng. Bị thương quá nhiều khi làm việc trên phim trường, trên lưng Triều Lê nhịn có một vết sẹo lồi và phải dùng hình xăm bông hoa che đi. Đổi thời gian sau này, đến phim Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc, Triều Lê Dịn bị chấn thương nghiêm trọng trong cảnh hành động. Còn nhớ vào thời điểm đó, nhiều bài báo đăng tin rằng mỹ nhân sinh năm 1987 có nguy cơ sẽ phải rời xa showbiz vì bị thương nghiêm trọng. Những chấn thương ở lưng để lại cho Triều Lê Dịnh một vết sẹo lồi. Để thuận tiện cho những lần mặc đồ hở lưng, cô xăm hình bông hoa khéo léo, che đi vết sẹo này. Hồi năm ngoái, trong thời gian quay chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 4, sau khi kết thúc ghi hình chương trình thực tế này, thay vì về nhà thăm con, cô nàng tới thẳng spa, chứng tỏ cơ thể của Lê Dịnh rất mệt mỏi. Vốn dĩ ngôi sao sợ kiều chuyển mắc chứng đau lưng nhiều năm nay. Hơn 20 ngày quay chương trình ẩm thực, lệ dĩnh liên tục vận động, bưng bê đồ nặng, giao đồ ăn nên chắc chắn phần lưng bị ảnh hưởng nhiều. Có những khoảnh khắc khi đang ghi hình, nàng sam sam lộ vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn. Không chỉ bị đau lưng, nhức mỏi từ năm này qua tháng nọ, Triều Lệ Diện từng cho biết mình mắc bệnh suy tim. Bác sĩ đã yêu cầu nữ diễn viên không nên vận động mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi vì làm việc quá sức trong thời gian dài. Vì vậy mà Triều Lệ Dịn từng thổ lộ, sau khi biết tình trạng của mình, tôi chẳng muốn làm gì nữa, tôi phá hoại bản thân, bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi, tôi mới ít tuổi mà tấm thân chẳng khác gì bà lão. Cách đây không lâu, sau một năm kể từ ngày trở lại với chương trình nhà hàng Trung Hoa năm, Triều Lệ Dịn đã được gặp đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Tại đây cả hai đã trò chuyện với nhau thân thiết, chia sẻ về tình hình cuộc sống cũng như tâm tình về vấn đề công việc. Năm ngôi sao thần điêu đại hiệp hỏi Triều Lệ Dịn rằng Gần đây em có đóng phim không? Châu Lê Dĩnh cho biết, không đâu anh. Đồng thời ngôi sao sở kiều chuyển cũng nhanh chóng giải thích, cô ấy đang nạp lại năng lượng cho chính mình, dưỡng sức sau khoảng thời gian chạy dài KPI cho những bộ phim trước đó. Hai Dịch Dương Thiên Tỷ, đau thắt lưng kéo dài. Dịch Dương Thiên Tỷ là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS. Hiện tại gia tài phim ảnh của Nam thần 2000 đã vươn lên tầm cao qua một tác phẩm tiêu biểu. Nhưng ít ai biết được Do tập luyện với cường độ cao trong thời gian dài đã làm thiên tỷ bị đau thắt lưng và không có cách nào hồi phục hoàn toàn. Bà Châu Kiệt Luân, một người trong danh sách này không thể bỏ qua đó chính là Châu Kiệt Luân. Một người bạn thân của Châu Kiệt Luân là ca sĩ Lưu Canh Hoành từng tiết lộ trước truyền thông rằng bản thân anh thường xuyên phải chịu những cơn đau đớn nghiêm trọng từ căn bệnh viêm cột sống dính khớp. Theo như những chia sẻ từ nam ca sĩ này, bệnh của Châu Kiệt Luân là do di truyền từ gia đình. Cho dù có đi làm kiếm tiền bao nhiêu, thì cũng không bao giờ chữa được căn bệnh này. Vì vậy mà Kiệt Luân thường xuyên phải sử dụng thuốc giảm đau để có thể hoàn thành tiết mục biểu diễn của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.